khoảng 14 giờ chiều nay 18 tháng 9 năm 2019, rất đông công an thuộc nhiều đơn vị của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã có mặt tại khu vực xung quanh trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa mặt trước đường Phạm Văn Đồng và mặt sau đường Kha Vạn Cân của trụ sở công ty này, kiểm soát toàn bộ lối ra vào. Phía bên trong trụ sở, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, đại diện viện kiểm sát đã thực thi nhiệm vụ với sự có mặt của lãnh đạo công ty địa ốc Alibaba. Theo thông tin ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với anh em Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc Alibaba, và Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc công ty này, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi đọc lệnh bắt tạm giam, cơ quan điều tra đã tiến hành thực hiện lệnh khám xét trụ sở với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và hàng chục nhân viên công ty. Dù trời mưa nhưng bên ngoài trụ sở công ty có rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Điều đáng nói là dù hai người lãnh đạo bị bắt nhưng một số nhân viên địa ốc Alibaba vẫn tung tin đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ ghé thăm trụ sở công ty và lực lượng cảnh sát cơ động đứng bên ngoài điều phối tình hình an ninh trật tự. Những người này cùng đăng status trên Facebook cá nhân với nội dung bịa đặt như sau. Sau hơn 40 ngày làm việc cùng tập đoàn địa ốc Alibaba, trưa nay, ngày 18 tháng 9 năm 2019, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đến trụ sở tập đoàn địa ốc Alibaba, 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để trực tiếp trao đổi với ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO tập đoàn địa ốc Alibaba và ông Nguyễn Thái Lĩnh, tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Theo đó, lực lượng cảnh sát cơ động có mặt xung quanh trụ sở để điều phối tình hình an ninh trật tự. Đồng thời sự có mặt của lực lượng cảnh sát cơ động cũng đảm bảo buổi làm việc diễn ra suôn sẻ, mang đến kết quả như mong đợi. Đó là thực tế đang diễn ra tại tập đoàn và khác hẳn với những thông tin từ các trang mạng xã hội cho rằng lãnh đạo địa ốc Alibaba bị bắt và trụ sở làm việc bị phong tỏa. Rất mong cơ quan truyền thông cập nhật đúng thông tin và bản chất sự việc để tránh làm hoang mang dư luận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin đừng quên like, share ủng hộ kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.